đồ tập thể anh em nhá. Trong những cái hệ đầu có tốc độ cực kỳ nhanh. Thì trong clip này em có lắp một bộ đầu màn cho một bác khách ở Uông Bí. Thì em có quay chi tiết cách sử dụng để gửi tới toàn thể anh em và giới thiệu với anh em về bộ đầu màn Smartca nhé. Smartca thì là một hãng đang gọi là rất nổi trên thị trường Việt Nam mình. Cái hãng này thì nó là hãng đi sau nhưng mà nó lại cho ra cái chất lượng hình ảnh. Đó, bây giờ em sẽ nói ưu điểm nhé. Cái đầu Smartca này là nó cho ra cái hình ảnh chất lượng rất là tốt. Nó cho ra chất lượng đến 4K rồi các bác nhé. Còn TV mà ngon thì mới chơi được. Nha. Đấy, tức là hình ảnh cái này rất tốt. Và ở con này ấy, thì cái giao diện chọn bài của nó cũng rất là hay. Ở đây thì là em đã tùy chỉnh là chọn mỗi YouTube thôi. Còn nếu mà để nguyên bản ấy thì nó sẽ như này. Nhưng mà cái này sẽ là không tiện bằng. Đây. Mật khẩu nó là 4-2. Cài đặt. Đây. Chế độ tìm kiếm là em đang chọn là tìm kiếm tổng hợp thì là em sẽ tắt đi này. Đấy, quay ra. Tốc độ con này phải nói là nó siêu nhanh luôn. Cực kỳ nhanh. Tốc độ loát bài các thứ rất là nhanh. Rồi. Ở đây này, khi mà không gộp vào ấy thì nó sẽ có một phần là karaoke, là phần bài nhạc mà trong đầu. Trong đầu ổ cứng nó rất là nhiều bài. Đó, rất là nhiều bài, ví dụ em tìm một bài, ví dụ là em lên dừng lại này, em gõ tắt này, em này, lên này, dừng lại. Thì khi mà gõ tắt chữ này nó gõ ra chữ này. Thì em tìm kiếm thì nó có những cái beat của Khang Việt hát này, là bài mới nhất bây giờ đã có hết rồi. Rất là nhanh. Đó, về cái bản gốc. Đấy, đây là nhạc gốc của nó. Còn anh em muốn hát trên YouTube thì anh em ấn sang bên này. Thì anh em gõ, cũng gõ là em nên dừng lại. Thì nó sẽ ra ở đây, viết tắt, ấn vào. Thì trên YouTube thì nó có rất là nhiều beat. Đấy, tha hồ anh em chọn. Đấy, chính vì như thế nên là em sẽ là gộp lại. Em vào phần cài đặt, em gộp lại 2, 4, 2. Em gộp lại nhá. Đây này, cài vào cái cài đặt nâng cao này. Đấy, em vào cái mà chế độ tìm kiếm tổng hợp này, em tích nó vào. Đấy là nó tìm được một lúc là cả hai cái trên đầu và cả trên YouTuber luôn. Đấy, rất là nhanh. Con này khởi động cũng rất là nhanh các bạn nhé. Rồi, em tìm lại bài đấy nhá. Em nên dừng lại tìm. Có chết nhỉ. Đây, gõ vào. Thì bắt đầu nó sẽ ra cả cái bài ở beat nhạc gốc và cả cái bài trên YouTube. Đấy. Rất là nhiều. Để anh em lựa chọn. Đấy. Remix cũng có này. Beat gốc có này. Đấy, để anh em chọn. Và tốc độ, em lấy ví dụ là em chọn vào tốc độ này, em chọn một bài này, ấn vào chọn này, chọn thêm một bài này là bài trên YouTube này, chọn này, chọn tiếp một bài nữa trên YouTube này, chọn này, tiếp là chọn này. Thì khi anh em chọn thì nó sẽ ra những cái bài mà mình đã chọn ở cái phần bên này. Đấy, nó xa ở bên này. Thế thì bây giờ mình muốn ưu tiên. Thì ví dụ này, này có cái bóng điện hơi chói. Em muốn bài này lên này. Thì em chọn bài ấn ưu tiên. Đấy, thì nó sẽ lên đầu. Đấy, hoặc là em chọn bài này, em chọn đẩy lên thì nó chỉ lên một nấc thôi. Đấy, còn nếu mà ấn vào ưu tiên thì nó lên đầu luôn. Đấy, tức là chúng ta gọi là tranh nhau bài hát là ấn ở khu này. Đấy chưa? Thì giao diện của nó cực kỳ dễ dùng luôn. Ở bên này nó có là dừng này. Đấy, qua bài này. Và tốc độ loát của cái online này nó cực kỳ nhanh luôn. Thấy chưa? Em qua bài phát nữa này. Anh em nhìn thấy đấy, cực kỳ nhanh luôn này.
nhanh chưa? Đấy, tức là tốc độ của này nó gần như là tốc độ đang nhanh nhất tại thời điểm bây giờ của các loại đầu. Và cái chất lượng hình ảnh của con này ấy, nó là nó cực kỳ nét luôn. Nó gần như nét nhất trong tất cả các phân khúc đầu hiện tại bây giờ. Đấy. Và ở đây thì nó có thêm một nút là hát lại, tức là chúng ta muốn hát lại cái bài này thì ấn vào nút hát lại. Đấy. Vào cái bài của Khang Việt này. Đây này. Ưu tiên này, qua bài này. Thấy chưa? Cái bài này ca sĩ hát thì em sẽ cho nhạc lên để giới thiệu anh em. Bài này thì ở đây nó có phần karaoke này, tắt đi, mình ấn là em nên dừng lại. Ấn vào thì tìm kiếm ở đây thì nó có những cái bài mà của ca sĩ hát này, ấn vào đây chọn. Đấy, thì trên đây là nó gồm rất nhiều bài. Và ở trên cái này anh em tắt cái chữ karaoke này đi, anh em có thể ấn vào chế độ là xem phim. Ví dụ có chữ phim. Phim ma. Và nó loát một cách rất nhanh luôn. Ba bài. Cực kỳ nhanh, không có quảng cáo. Không hề có quảng cáo nha anh em nhé, trên trên clip này rất là hay luôn. Có điều hình như đây là không có tua được đâu. Xem từng bước một thì không có tua, đấy là xem phim bình thường luôn, tốc độ rất nhanh. Đấy, thì ở đây là em chỉ làm ví dụ như vậy thôi. Đấy, còn con này thì khi không dùng nữa, đúng không ạ, chúng ta không tạm dừng lại mà chúng ta tắt đầu đi. Rất đơn giản. Đấy, được chưa? Chúng ta mà có những cái con lý nguồn thì chúng ta tắt một cái là nó sẽ tắt hết. Đấy, còn bây giờ em muốn dùng em bật nút chính ở đây. Đấy, đầu sẽ khởi động mất khoảng đâu đó 2 đến 3 phút rồi. Nó sẽ khởi động lên. Con này để thiết kế khá đẹp, mặt nhôm. Đấy, gương bóng rồi, rất đẹp. Màn hình này thì nó có một cái lớp chống xước. Đây này, thì nếu mà về các bác mà thích nó đẹp thì các bác lột lên. Đấy, nhưng mà nó sẽ có thể bị xước. Còn đây là cái lớp chống xước thì nó sẽ gần như rất ít khi bị xước. Và cái màn hình này nó là thế hệ mới nên là nó là tràn viền, không bao giờ lo là đọng bụi. Đấy, không bao giờ lo là đọng bụi nha anh em nhé. Đó, khởi động lên. Ta vào giao diện chính là chúng ta chỉ lựa chọn như thế thôi, rất đơn giản. Đây. Rồi. Đấy, sẽ mất khoảng tầm 2 phút gì đó. Đó, và thêm một cái phần nữa là phần sound glow này, là tức là anh em chơi những cái bài nhạc remix, nhạc bốc nó chất lượng cao. Chất lượng của nó lên 320 kbps này. Đấy, rất là chất luôn. Đấy, anh em cứ chọn những cái beat mà nó có cái biểu tượng này đánh nhạc rất là căng. Đấy. Con đầu nó mười mấy triệu, như con này của nó là 15 triệu 500 một bộ,
đấy, thì anh em thấy là nó sẽ mang lại cho anh em rất nhiều những cái ưu việt. Đó thì clip này em chỉ làm ngắn thôi, em gửi một các khách ở Uông Bí và gửi tới toàn thể anh em. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Zalo số điện thoại em đây nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những clip tiếp theo.